Super Dimensional Goddess là một tựa game cho phép người chơi phiêu lưu cùng các cô nàng thiếu nữ trong game. Là một tựa game nhập vai đánh theo lượt, với cốt truyện hấp dẫn sẽ khiến người chơi như chìm đắm vào một thế giới giả tưởng huyền ảo ấn tượng. Super Dimensional Goddess nói về một thế giới tiên tiến hiện đại, nơi con người đã du hành trong vũ trụ và tìm được một hành tinh mới để sinh sống. Tại đây có vô số tài nguyên lẫn vật chất mới, từ đó con người đã sáng lập ra một thành tựu trong mơ, pháo đài trên không. Tuy nhiên, hạnh phúc không kéo dài được lâu. Khi con người chỉ sinh tồn được 50 năm, thì có một trận mưa sa băng đã đổ bộ xuống hành tinh này. Trong đó có 6 viên thiên thạch lớn đã rơi thẳng vào pháo đài trên không và khiến nó bị sụp đổ khỏi bầu trời. Bất hạnh hơn là những viên thiên thạch đó còn mang theo một chủng virus tử thần được gọi là Reaper, khiến con người đứng trước nguy cơ diệt tuyệt. Nhưng may mắn thay, con người sau 50 năm chống chọi với loại virus Reaper đã tìm ra một phương pháp mới để trung hòa với loại virus này để trở thành những cá thể mạnh mẽ. Họ là những người anh hùng cũng là niềm hy vọng cuối cùng của nhân loại, và bạn sẽ vào vai chỉ huy trưởng của họ để đưa ra những quyết định mang tính sống còn của nhân loại. Trong tựa game nhập vai đánh theo lượt này, bạn sẽ phải chọn ra 6 chiến binh xuất sắc nhất của mình để tạo thành ra một biệt đội chống lại các sinh vật bị virus Reaper lây nhiễm kia. Mỗi chiến binh sẽ có một vai trò nhất định, người chơi cần phải xem xét và sắp xếp hợp lý để giành lấy chiến thắng trong các trận chiến. Game sử đồ họa trông rất đơn giản nhưng không kém phần đặc sắc. Người chơi có thể cảm nhận bầu không khí tận thế ở một nền văn minh công nghệ cao thông qua những bức tranh nền ấn tượng. Ngoài ra, các tạo hình của các nhân vật cũng được đầu tư tỉ mỉ. Bạn sẽ thấy những bộ trang phục theo phong cách cyberpunk độc đáo của từng nhân vật, cũng như được thấy họ bị chibi hóa một cách đáng yêu khi chiến đấu. Ngoài chứa các hoạt động quen thuộc, game còn có loạt hoạt động mini thú vị khiến người chơi không có thể nhàm chán khi trải nghiệm game. Nhìn chung thì Super Dimensional Goddess là một tựa game có cốt truyện chất lượng cũng như độ tỉ mỉ trong từng chi tiết, tạo cho người chơi có một cảm giác như họ đang thực sự sống trong một thế giới giả tưởng này. We'll be right back.